quý vị căn cứ luật tổ chức chính phủ ý kiến của bộ chính trị tại công văn số 9956 ngày 20 tháng 5 về việc giao điều hành bộ công an và ý kiến ban các sự đảng chính phủ, xét đề nghị của bộ nội vụ, thủ tướng phạm minh chính đã ký quyết định giao điều hành bộ công an cho thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ngày 22 tháng 5. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trong sáng 22 tháng 5, Quốc hội đã thông qua miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an đối với ông Tô Lâm. Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm được thông qua với 465 trên 465 đại biểu Quốc hội tán thành. Nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, 62 tuổi, quê quán tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông là ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12 và 13, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn Thái Nguyên. Ông trưởng thành trong ngành công an từ vị trí chiến sĩ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự kinh tế, công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà Nam Ninh. Giai đoạn 1989 đến 2007, ông công tác và trải qua nhiều vị trí tại công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Từ năm 2007 đến 2011, ông là trưởng phòng 2, cục cảnh sát môi trường, phó cục trưởng cục cảnh sát môi trường, tổng cục cảnh sát, phòng chống tội phạm, bộ công an từ năm 2011 đến 2014, ông làm chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Từ tháng 3 năm 2014, ông được điều động giữ chức phó bí thư thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên và sau đó được bầu làm bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên từ tháng 10 năm 2015. Tháng 1 năm 2016, ông được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 5 năm 2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2021, ông tiếp tục được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Trong quá trình công tác, ông được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng Công an nhân dân năm 2013. Tháng 5 năm 2020, ông được thăng bậc thiếu tướng lên trung tướng. Tháng 1 năm 2022, ông được thăng cấp bậc hàm thượng tướng. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh niên cập nhật tại thanh niên vn cùng các nền tảng của báo Thanh niên. Kính mời quý vị chú ý theo dõi.